Xin kính chào quý vị khán giả và bà con ngư dân. Tối qua, bão Côn Sơn đã đi vào Biển Đông, là cơn bão thứ 5 ảnh hưởng đến nước ta trong mùa mưa bão năm nay. Trưa chiều nay, thì vị trí tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 570 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 11. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15 km và có khả năng mạnh thêm. Tàu thuyền cần gấp rút tìm nơi trú ẩn, theo dõi sát sao các bản tin dự báo thời tiết để chủ động phòng chống an toàn. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 5, vùng biển phía đông khu vực Bắc và giữa Biển Đông có gió xoáy cấp 7, cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9 sau tăng lên cấp 10, giật cấp 12, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét, biển động dữ dội. Ở phía nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, có gió Tây Nam mạnh ở mức cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Đến với thời tiết trên các tuyến hải trình ra vào đảo, thưa quý vị và bà con ngư dân, từ ngày mai trở đi trên tuyến hải trình từ Hải Phòng ra huyện đảo Bạch Long Vĩ, gió có hướng Tây Bắc mạnh ở mức là cấp 4, cấp 5, mưa dông giảm nên tầm nhìn xa tăng lên mức trên 10 km. Dự báo trong khoảng 2 đến 3 ngày tới, khi bão số 5 tiến gần hơn thì mưa dông sẽ gia tăng và gió cũng mạnh hơn trên khu vực này, nên tàu thuyền hoạt động cần hết sức lưu ý. Hoàn lưu phía Tây của bão số 5 cũng tác động mạnh đến thời tiết khu vực biển từ Quảng Trị trở vào đến Quảng Ngãi. Cường độ gió Tây Bắc mạnh ở mức cấp 5, có lúc cấp 6, biển động, mưa dông mạnh. Tàu thuyền hoạt động trên tuyến hải trình từ cảng Sa Kỳ ra khu vực huyện đảo Lý Sơn không nên ra khơi trong thời điểm này. Bão số 5 và Biển Đông cũng làm gia tăng cường độ gió Tây Nam lên mức là cấp 5, cấp 6 trên tuyến hải trình từ Vũng Tàu đến Côn Đảo. Cùng với đó là mưa rào và dông xuất hiện nhiều khiến cho tầm nhìn xa thường xuyên bị giảm thấp xuống dưới ngưỡng 10 km. Sóng biển cao xấp xỉ 3 mét, biển động. Thời tiết không thuận lợi cho các hoạt động của tàu thuyền. Tuyến hải trình từ Rạch Giá đến Phú Quốc, cường độ gió Tây Nam trong đêm nay ngày mai cũng như khoảng 2 đến 3 ngày tới cũng ở mức là cấp 5. Ngoài ra thì mưa dông cũng xuất hiện nhiều khiến cho tầm nhìn xa bị giảm thấp, nguy cơ xảy ra lốc xoáy, gió giật ở mức rất cao. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời tiết biển chiều nay của chúng tôi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại! Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, sáng sớm nay ở các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ, khu vực Hòa Bình, Sơn La đã có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to. Từ chiều nay thì mưa sẽ giảm dần, nhiệt độ cao nhất trong ngày dao động trong khoảng là từ 28 đến 31 độ, riêng khu Tây Bắc thì có nơi cao hơn. Theo dự báo, khoảng tạnh giáo ở Bắc Bộ sẽ không kéo dài lâu. Đến khoảng ngày 12 tháng 9, khi mà cơn bão Côn Sơn tiến sát nước ta thì mưa lớn sẽ xuất hiện. Quý vị chú ý cập nhật những thông tin mới nhất để có kế hoạch sinh hoạt cho phù hợp. Tại thủ đô Hà Nội, trưa nay trời nắng ráo, độ ẩm cao ở trên mức 80% nên cảm giác khá oi bức, nhiệt độ ở mức là từ 31 đến 32 độ. Về tối, thời tiết mát mẻ hơn với nhiệt độ hạ về mức là 25-26 độ. Với các tỉnh miền Trung, khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến Quảng Bình ngày hôm nay có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, với lượng mưa phổ biến là từ 20 đến 50 mm, có nơi trên 70 mm. Từ đêm nay thì mưa sẽ giảm dần. Trong khi đó, khu vực từ Quảng Trị trở vào đến Quảng Ngãi, chiều tối nay có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa mưa to với lượng mưa từ 20 đến 40 mm, có nơi trên 60 mm. Thành phố biển Đà Nẵng hôm nay tiếp tục có mưa rải rác trong ngày, tập trung nhiều vào chiều tối, đêm và sáng. Tiết trời mát mẻ cả ngày và đêm khi biên độ nhiệt là từ 26 đến 30 độ. Từ ngày mai, trời nắng nhiều hơn và nhiệt độ tăng dần.
Cảnh báo mưa dông tiếp tục đưa ra cho khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Chiều tối nay trên cả hai khu vực này đều có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20 đến 50mm trong vòng 24 giờ, có nơi trên 70mm trong vòng 24 giờ. Người dân cần đề phòng các hiện tượng cực đoan trong cơn dông như là tố lốc hay là gió giật mạnh. Thành phố Hồ Chí Minh, mây cũng bắt đầu kéo đến, mưa có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Trời khá mát và dễ chịu với mức nhiệt cao nhất trưa nay vào khoảng 30 độ. Đáng lưu ý là mưa dồn dập với lượng lớn vào tầm chiều tối thì sẽ gây ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp đi kèm với thời tiết nguy hiểm như là sấm sét hay là gió giật mạnh. Người dân cần hết sức chú ý. Khép lại bản tin sẽ là dự báo chi tiết nhiệt độ các thành phố trong chiều và tối nay. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.